như đã hẹn, sáng ngày 12 tháng 5 năm 2016, nghiên cứu viên Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam lại đến ngôi nhà thân thuộc phòng 203, khu tập thể Đông Sa, nơi giáo sư tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Phạm Hữu Tòng và gia đình đang sinh sống để tiếp nhận toàn bộ khối tư liệu gắn bó với quá trình đào tạo, giảng dạy của ông. Các tư liệu bao gồm hàng trăm luận văn, luận án do ông trực tiếp hướng dẫn hoặc trong hội đồng chấm luận án và các bản thảo sách, bản thảo bài viết, bài tham luận của ông trong gần 40 năm công tác ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Nâng lưu lau bụi cho chiếc TV đen trắng là vật kỷ niệm giáo sư Phạm Hữu Tòng mua trong chuyến đi tham dự hội thảo khu vực về đào tạo giáo viên vật lý tại Philippines vào tháng 11 năm 1986 trước khi trao tặng cho trung tâm. Chúng tôi cảm nhận được sự lưu luyến của ông khi phải rời xa kỷ vật gắn bó bấy lâu nay. Giáo sư tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Phạm Hữu Tòng xúc động chia sẻ. Thế cho nên bây giờ mình nhìn lại nó xúc động lắm. Thế thành kiểu ra đôi khi mình cứ muốn, các em thì muốn cái bản gốc, rồi muốn cái bút tích. Nhưng mà chính tôi lại muốn giữ cái bút tích ấy. Đấy, thành thử ra bây giờ giả sử mình có chụp lại đi nữa thì nhiều khi mình cũng vẫn không thấy nó như là cái mà mình đã từng nhìn thấy, hay là cái tivi thế này, hay là cái cassette như thế. Thế nhiều cái nhiều khi là mình cứ muốn giữ lại. Nó chỉ có ý nghĩa với cái người chủ của nó. Đấy, chứ còn cho nên mình nói là con người nó khác ở chỗ ấy. Cái vật vô tri vô giác thì mọi cái nó như nhau thôi. Một cái người ta không có nội dung gì ở trong cái cả thì ta không xúc động gì, nhưng mình nhìn cái tivi chẳng hạn thì mặc dù không dùng được nữa hoặc là bây giờ có thể có cái tốt hơn rồi nhưng mà vẫn cảm thấy lưu luyến nó, vẫn cảm thấy. Hay là cái máy ảnh mặc dù bây giờ không chụp bằng cái máy đâu, thế nhưng vẫn nghĩ như thế. Thế nhưng một khi vẫn cứ nghĩ lại, và nhưng mà mình nếu mình tặng vào trung tâm thì đấy là cái nơi các anh các chị bảo quản cho thì nó cũng tốt, và đặc biệt là để cho những ai người ta muốn giao lưu, muốn trao đổi thì người ta có thể còn xem được. Chứ mình giữ ở nhà, nếu giả sử nhà mình rộng ấy thì có hẳn những cái phòng để trưng bày những cái đó để mời các bạn ai thích nhìn cái gì thì nhưng mà mình không có điều kiện như thế, để nó chỉ hỏng đi thôi. Giáo sư tiến sĩ Phạm Hữu Tòng đã biết đến Trung tâm Di sản các nhà khoa Việt Nam từ những ngày đầu thành lập và rất ủng hộ mục tiêu hoạt động của trung tâm. Cho đến nay, giáo sư Phạm Hữu Tòng đã cởi mở chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến cuộc đời ông và tặng nhiều tài liệu gắn bó với ông. Tiếp nhận những tư liệu được coi như những đứa con tinh thần của giáo sư Phạm Hữu Tòng với tấm lòng trân trọng, trung tâm sẽ nhanh chóng thực hiện các công đoạn kiểm kê bảo quản tài liệu theo quy chuẩn để đưa vào lưu trữ tại hệ thống kho của trung tâm. Đây sẽ là khối tư liệu góp phần nghiên cứu về lịch sử cuộc đời và sự nghiệp của giáo sư tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Phạm Hữu Tòng.